và mỗi công dân cần phải làm gì? A. Tìm hiểu học tập để biết rõ về luật an toàn giao thông đường bộ. B. Thận trọng khi tham gia giao thông trên đường. C. Không đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường. D. Thực hiện tất cả các điều trên. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Vâng, tất cả các thí sinh chúng ta đều có sự lựa chọn này chung với đáp án, đó là đáp án D. Xin mời kết quả từ ban tổ chức. Với câu hỏi này, tất cả các thí sinh ta đều có sự lựa chọn là đáp án A. Vậy chúng ta cùng chờ đợi xem đáp án A có phải là đáp án chính xác của câu hỏi này hay không. Xin mời các bạn tham gia. Và tất cả các thí sinh trên sàn thi đấu của chúng ta